mình và bạn mình đều đặt 60 áo polo làm đồng phục công ty mà giá của mình lại cao hơn thế ạ. Đồng phục cùng chủng loại, cùng số lượng nhưng lại có giá thành khác nhau. Cùng mình tìm hiểu lý do ngay sau đây nhé. Đầu tiên, đó là bởi vì giá của đồng phục sẽ phụ thuộc vào chất liệu. Với những chất vải cao cấp có những ưu điểm vượt trội như bền màu, thoáng mát, co giãn, tất nhiên sẽ có mức giá cao hơn so với chất vải thông thường. Yếu tố thứ hai chi phối giá của đồng phục chính là phương pháp thể hiện logo, slogan. Thông thường thêu sẽ đắt hơn in, đặc biệt số lượng màu sắc, vị trí càng nhiều, kích thước càng lớn thì giá may đồng phục sẽ càng cao. Và một trong những yếu tố ảnh hưởng nhiều tới giá thành may áo đồng phục chính là thời gian sản xuất sản phẩm. Nếu bạn đặt đơn hàng với thời gian gấp rút thì chi phí nhân công và chi phí vận hành sản xuất sẽ cao hơn, nên mức giá sẽ bị đội lên rất nhiều so với thông thường. Tuy được liệt kê cuối cùng nhưng đây là yếu tố chính và quan trọng nhất chi phối mọi yếu tố phía trên. Lựa chọn những xưởng may uy tín, giá thành bao giờ cũng rẻ hơn so với những cơ sở may nhỏ lẻ, không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp bạn có cơ hội được sở hữu những sản phẩm đẹp, đảm bảo chất lượng. Trên đây chính là 4 nguyên nhân chính khiến dù khách hàng cùng đặt 50, 100, 1.000 chiếc mà lại có mức giá chênh lệch. Nếu bạn có thắc mắc cần giải đáp, hãy bình luận hoặc nhắn tin để được đồng phục 4 mùa phản hồi ngay nhé.